đem theo xúc xích heo cao bồi nè. Mọi người muốn ăn không? Hãy xem, bí kiếp đối phó bắt nạt. Rồi sao? Ông có muốn mày cứu đầu không đây không? Sao anh run dữ vậy? Sao anh không nói gì hết? Anh ổn không? Hay em tặng anh một bài thơ nha. Người dễ thương nhưng không phải vì ngoại hình, mà vì trái tim và tâm hồn của họ nữa đó. Phim hoạt hình Heo Cowboy phát sóng trên kênh Heo Cowboy Snack Dinh Dưỡng. Đón xem nha.